Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Buổi Sáng của Cali Today. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Ca sĩ Phi Nhung rút hơi thở cuối cùng vào trưa nay 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Và bài bình luận thứ nhất, bà Lee Cheney cho biết rằng im lặng là thừa nhận những lời nói dối và giúp nó lan truyền rộng hơn. Tổng thống Brazil chống vaccine nhưng vợ thì đi tiêm chủng ở Mỹ. Cuộc bầu cử lịch sử tại Đức đã sang trang sau khi bà Angela Merkel giã từ chính trị. Tòa Bạch Ốc bác bỏ chuyện trao đổi tù nhân khi thả bà Mạnh Vãn Châu. Và bài bình luận thứ hai, chiến lược táo bạo hàng ngàn tỷ Mỹ kim của Tổng thống Joe Biden để thay đổi nước Mỹ đang gặp nguy hiểm. Và Trump đang thủ thế để tấn công. Quân đội Anh được lệnh sẵn sàng giữa khủng hoảng nhiên liệu. Và bài bình luận thứ ba, những cảnh báo đáng sợ từ 2020 đến năm 2024. Chúng ta bước vào chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Một tin buồn cho giới nghệ sĩ, ca sĩ và những người hâm mộ nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bản thân tôi cũng là một người hâm mộ nữ ca sĩ này. Và đây là một mất mát cho giới nghệ thuật của chúng ta. Sau thời gian chống chọi với Covid-19, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Và cô đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11:57 của ngày trưa hôm nay. Ca sĩ Phi Nhung đã bị những biến chứng nặng của Covid-19, bị đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi của cô. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ rằng tất cả những loại thuốc tốt nhất của bệnh viện đã được đưa ra sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Và tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, nhưng đã không thể cứu sống được nữ ca sĩ này. Và tất cả đều rất đáng tiếc trước sự ra đi này, sau gần 40 ngày nằm trong bệnh viện. Và trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật thì nữ ca sĩ Phi Nhung ít khi vướng phải những ồn ào về đời tư. Nhưng mà những năm gần đây, Phi Nhung đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cô đã từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Trong đại dịch tại Sài Gòn, Phi Nhung quyết định không về Mỹ và ở lại để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, và tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho những người vô gia cư. Dù cô luôn cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hàng tuần, nhưng cô đã không may mắn khi bị nhiễm bệnh và không biết nhiễm từ đâu. Trước đây hay sau này, nữ ca sĩ Phi Nhung mãi mãi sẽ là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim của những người yêu nhạc, trong đó có tôi. Và Phi Nhung luôn khẳng định rằng, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói rằng đó là đánh bóng tên tuổi của mình. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện thì càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. 20 năm là một hành trình đủ dài để chứng tỏ bản thân và sự cống hiến của mình. Ca sĩ Phi Nhung đã ra đi, nhưng tôi tin rằng cô vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật Việt Nam và hải ngoại, cũng như trong lòng người hâm mộ. Xin chia buồn cùng gia đình của nữ ca sĩ Phi Nhung. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay. Bà Liz Cheney cho biết rằng im lặng chính là sự thừa nhận những lời nói dối và giúp nó lan truyền rộng hơn. Bất kể người dân Mỹ đang nghĩ gì về vị nữ dân biểu này của tiểu bang Wyoming, bà Liz Cheney. Nhưng có một sự thật mà các thành viên đảng Cộng hòa của bà phải thừa nhận là đúng,
vào đêm Chủ nhật vừa qua. Đó là những lời phát biểu của bà Liz Cheney. Khi bà nói rằng người dân Mỹ có toàn quyền để lắng nghe và đưa ra sự lựa chọn. Khi tôi nói rằng tôi không đồng ý với các chính sách hiện tại của Tổng thống Joe Biden trong một loạt các lĩnh vực thực sự tồi tệ đối với nền kinh tế của chúng ta. Từ góc độ an ninh quốc gia, từ những gì đã xảy ra ở Afghanistan, từ những chính sách rất nguy hiểm cho đất nước chúng ta. Nhưng trong tình thế hiện tại, chúng ta cần lắng nghe ông ấy và chờ đợi những sửa sai từ chính quyền của ông ấy. Dù tôi không đồng ý hoàn toàn trên nhiều vấn đề với Tổng thống Joe Biden, nhưng đứng trên vị thế là một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, tôi vẫn tin rằng Tổng thống Joe Biden là người biết lắng nghe và chịu sửa đổi, vẫn tốt hơn rất nhiều người tiền nhiệm của ông ấy, là người không bao giờ tin vào pháp quyền và đã vi phạm lời tuyên thệ khi nhậm chức của mình. Kính thưa quý vị, tất nhiên, người mà bà Cheney đang đề cập đến chính là Donald Trump. Và các hành động của Donald Trump khi còn đương nhiệm, và đặc biệt nhất là trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 ở Điện Capitol. Thì Trump đã dành hầu như mỗi ngày kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2020 để luôn kêu gào rằng kết quả đã bị gian lận, mặc dù không có bằng chứng nào cả. Nhưng mà điều đáng chú ý là sau cuộc luận tội của Trump trước Hạ viện, thì Donald Trump vẫn chưa bao giờ lùi bước trước những tuyên bố vô lý của mình rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp bằng một cách nào đó. Bà Cheney đã trình bày rõ ràng trong cuộc phỏng vấn 60 Minutes với lời khẳng định Donald Trump đã và đang tiếp tục cố gắng làm suy yếu hai trụ cột cơ bản của nền dân chủ của chúng ta. Đó là các phiếu bầu được tính công bằng và người thua cuộc thừa nhận thất bại của họ và tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho bên thắng cuộc. Chính những người tiền nhiệm của Donald Trump đã luôn tuân theo hai nguyên tắc đó từ lâu. Đó chính là điều khiến cho nước Mỹ luôn tự hào với truyền thống chấp nhận thua của người quân tử. Nhưng chỉ khi đến thời đại của Donald Trump, ông ta đã làm điều ngược lại, đã đem truyền thống tốt đẹp về chuyển giao quyền lực trong hòa bình ném vào thùng rác và khiến cho nước Mỹ sau đó bị đem ra so sánh với các nền dân chủ tồi tệ trên thế giới và thậm chí còn tồi tệ hơn cả các chế độ độc tài. Thưa quý vị, điều đáng chú ý về tất cả những điều này là đảng Cộng Hòa từ lâu đã tự định vị mình là đảng của hiến pháp và pháp quyền. Nhưng mà dưới thời Trump, họ đã sẵn sàng bỏ qua điều 2 của văn kiện thành lập quốc gia. Đó là người chiến thắng phiếu cử tri đoàn chính là tổng thống chính thức của đất nước này. Nhưng mà đến giờ này, sau ngày vị tổng thống hợp pháp lên nhậm chức và bắt đầu điều hành một chính phủ hợp pháp, đã gần 9 tháng trôi qua. Vậy mà vẫn còn nhiều đảng viên Cộng Hòa vẫn còn đang lót tót chạy sau lưng Donald Trump để sùng bái vì lợi ích chính trị bản thân. Họ chấp nhận bỏ qua mọi sĩ diện cơ bản nhất của những nhà lập pháp chân chính. Họ từ bỏ các nguyên tắc cơ bản của họ để theo đuổi quyền lực chính trị từ một kẻ thất cử và thua cuộc. Họ không còn là những người đồng nghiệp trong cùng một đảng Cộng Hòa truyền thống mà bà Liz Cheney đang theo. Nói chính xác hơn, họ là thành viên của một đảng Cộng Hòa Jim Crow trong thế kỷ 21. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào một bản tin ngắn thế giới. Với cái bản tin Tổng thống Brazil chống vaccine, nhưng mà vợ thì đi tiêm chủng ở Mỹ, nghe có vẻ hơi nực cười. Ông Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đây là người một bản sao của Trump. Ông ta đã nghi ngờ vaccine COVID-19 từ rất lâu. Nhưng cái điều mà chúng ta cần phải biết rằng là ông ta cũng đã được chích đầy đủ 2 mũi.
Ông ta vừa thông báo rằng vợ ông ta đã được tiêm vaccine trong chuyến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ở Mỹ. Và điều này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Nó không chỉ cho thấy quan điểm không đồng nhất giữa hai vợ chồng ông Tổng thống này về chủ đề vaccine, mà đối với nhiều người đây là sự thiếu tôn trọng của vợ một Tổng thống đối với hệ thống sức khỏe của đất nước mình. Thượng nghị sĩ Omar Aziz, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội xem xét quá trình ứng phó đại dịch của ông Tổng thống Bolsonaro, đã cho rằng vợ Tổng thống có thể thực hiện nghĩa vụ yêu nước bằng cách tiêm vaccine ngay tại đất nước của mình vẫn tốt hơn. Ông đã nói một cách mỉa mai rằng: xin chúc mừng bà Michelle, người không giống như chồng bà, đã tiêm phòng, nhưng ai đó lẽ ra phải nói với bà ấy rằng những loại vaccine mà bà đang chích ở Mỹ nó cũng giống như ở Brazil, không có gì khác. Ngoài các loại vaccine được chấp thuận ở Mỹ, thì Brazil sử dụng thêm vaccine của AstraZeneca. Và tính đến nay, với đất nước này và với người lãnh đạo giống như bản sao của Trump, thì đã có gần 600.000 người Brazil đã tử vong vì COVID-19 chỉ sau nước Mỹ. Và khoảng 41% dân số nước này đã được tiêm phòng đầy đủ. Đây là một con số tương đối thấp, kính thưa quý vị. Và bước sang một bản tin cũng quan trọng về khối Liên hiệp châu Âu, trong đó có nước Đức, mà cuộc bầu cử rất là quan trọng cho nước Đức. Vấn đề của bầu cử này thực sự nó đã sang trang ngày hôm qua sau khi bà Angela Merkel giả từ chính trị nhưng mà chưa chính thức. Thì đảng Dân Chủ Xã Hội, gọi tắt là SPD, thuộc cánh tả của Đức, đã giành được phần lớn số phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang hôm Chủ nhật, đã đưa họ vào vị trí sẵn sàng để thành lập chính phủ liên minh tiếp theo của đất nước này. Nhưng họ có thể phải tham gia một số cuộc đàm phán khó khăn khi họ không nắm được thế đa số. Bà Angela Merkel, một trong những nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng nhất thế giới trong suốt 16 năm cầm quyền, bà sẽ ở lại vị trí cao nhất cho đến khi nào thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo mới được ký kết xong. Nhưng việc tranh luận có thể mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn. Phải mất nhiều tháng để một chính phủ được thành lập sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017 của bà Angela Merkel. Kính thưa quý vị, kết quả của một cuộc bỏ phiếu lịch sử là kết quả tồi tệ nhất cho đảng của bà Angela Merkel. Bởi vì Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, tức là đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel, đã phải nhận một kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi mà đảng CDU của bà cùng với đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, tức CSU, hai đảng này cùng nhau đã chỉ giành được có 24,1% số phiếu bầu so với 25,7% của SPD và mất tổng cộng 49 ghế trong quốc hội. Và lãnh đạo CDU Armin Laschet, người có xếp hạng giảm dần về cuối chiến dịch bầu cử, sau một số phản đối, ông ta đã nói với những người ủng hộ rằng đảng của chúng tôi không thể bằng lòng với kết quả này. Nhưng khác với tình hình chính trị tại nước Mỹ, người thua vẫn nói một câu khác. Ông đã khẳng định rằng đảng của ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc với bên thắng cuộc, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để cố gắng xây dựng một liên minh tốt đẹp nhất vì đất nước này. Đó là một điểm khác, kính thưa quý vị. Những người ủng hộ CDU, họ đã lập luận rằng một cuộc bỏ phiếu cho CDU là đại diện cho sự ổn định của đất nước, khi bà Angela Merkel được coi là đôi tay vững chắc của một nước Đức hùng mạnh trong nhiều năm qua đã giả từ sân khấu chính trị. Và đảng của bà Annalena Baerbock, tức đảng xanh, đã nổi lên như một trong hai chánh đảng trong các cuộc đàm phán để thành lập một liên minh của một chính phủ mới hậu Merkel. Và biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề quan trọng của chiến dịch tranh cử, đặc biệt là sau khi trận lũ lụt chết người tàn phá các khu vực miền Tây nước Đức vào mùa hè vừa rồi. Và điều đó có lợi cho đảng xanh, chuyên ủng hộ cho vấn đề giải quyết biến đổi khí hậu. Đảng xanh đã nhận được 14,8% phiếu bầu và giành được 51 ghế trong quốc hội. Và bà Angela Merkel sẽ từ chức thủ tướng Đức
sau khi thỏa thuận liên minh mới được thống nhất và người thay thế bà được xác nhận. Và một điều đáng chú ý, kính thưa quý vị, đó là trong nền tình chính trị của nước Đức thì có đảng AfD là một đảng cực hữu chống người nhập cư của nước Đức. Họ đã mất 11 ghế. Và thông điệp dân tộc chủ nghĩa của đảng AfD đã gây được tiếng vang ở nhiều nơi chỉ ở bên Đông Đức, tức là phần của những nước cộng sản trước khi mà hai nước, hai cái bên Đông và Tây sáp nhập với nhau, Đông Đức và Tây Đức. Thì đảng này phần lớn đã bị các đảng chính trị chính thống của nước Đức này đóng cửa, không cho hoạt động. Đầu năm nay thì đảng này thực sự là một đảng dân túy cực đoan. Họ đã bị cơ quan tình báo của nước này theo dõi do bị tình nghi cố gắng phá hoại hiến pháp dân chủ của nước Đức. Kính thưa quý vị, với bản tin Tòa Bạch Ốc vừa lên tiếng bác bỏ chuyện trao đổi tù nhân khi mà thả bà Mạnh Vãn Châu, thì sự việc nó như thế nào? Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki, cho biết rằng vụ việc của bà Mạnh Vãn Châu là một vấn đề pháp lý và bác bỏ cáo buộc trao đổi tù nhân đối với hai công dân Canada bị Trung Quốc giam giữ. Theo tờ South China Morning Post, ngày 28 tháng 9 đã dẫn lời bà Jen Psaki cho biết rằng Bộ Tư pháp luôn độc lập trong chính quyền Mỹ và đây là một vấn đề pháp lý. Tuyên bố của bà đã đáp lại chỉ trích từ phía đảng Cộng hòa. Các đảng viên Cộng hòa cho rằng quyết định của Bộ Tư pháp đối với bà Mạnh Vãn Châu thể hiện chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đầu hàng trước áp lực từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Jen Psaki lại khẳng định rằng cách giải quyết vụ bà Mạnh Vãn Châu không tác động đến các chính sách của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc. Đây là một quan hệ cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đồng minh trên thế giới để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Kính thưa quý vị, sau gần 3 năm bị quản thúc tại gia ở Vancouver, bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính và là con gái của ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập công ty công nghệ Huawei, đã được trả tự do hôm 24 tháng 9. Sau khi thừa nhận hành vi sai trái nhưng không bị buộc tội trong một vụ án liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Và thỏa thuận Huawei đạt được với các công tố viên Mỹ đã khép lại vụ án hơn 2 năm qua vấn đề đấu tranh pháp lý và chấm dứt cuộc chiến đòi dẫn độ bà Mạnh đưa về Mỹ. Sau đó thì Trung Quốc đã thả hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor, mà nước này đã giam giữ gần 3 năm qua. Theo bà Jen Psaki, Trung Quốc đã liên tục thực hiện cam kết đối với các đối tác Mỹ từ khi bà Mạnh Vãn Châu bị bắt. Đồng thời vụ việc này cũng đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu ra khi hai người hội đàm vào đầu tháng này. Quay trở lại với tình hình chính trị của nước Mỹ, kính thưa quý vị, là vấn đề đang được người dân Mỹ rất quan tâm. Đó là chiến lược táo bạo hàng ngàn tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden để thay đổi nước Mỹ đang gặp nguy hiểm như thế nào. Một chiến lược táo bạo với trị giá lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ, với 3.500 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden để thay đổi nước Mỹ. Có thể nói rằng ông đang gặp sự nguy hiểm rất nhiều khi sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng viên dân chủ đã đe dọa cắt bỏ chương trình nghị sự trong nước của ông và làm mất tinh thần đảng dân chủ trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào năm 2022. Đây chính là những nguy cơ khiến cho đảng Cộng hòa có thể chớp lấy thời cơ có 102 này để giành lại một trong hai viện của quốc hội, khi sức kháng cự của một đảng dân chủ bị chia rẽ sẽ trở nên yếu ớt nhất có thể. Và Donald Trump thì đang nhìn vào thế trận này để đưa ra một trận quyết liệt nhất để đánh bại đảng dân chủ. Với Tổng thống Joe Biden, ông đang cố gắng chi ra những khoản tiền khổng lồ từ một nền kinh tế giàu có của Mỹ để đưa đến những cái điều lợi ích cho những người Mỹ trung lưu và những người nghèo đang làm việc và có thu nhập trung bình và thấp. Đây là một kế hoạch mà một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ủng hộ. Và ông đang cố gắng để có được 1.200 tỷ Mỹ Kim
để sửa chữa đường xá, cầu và hệ thống giao thông, và một kế hoạch chi tiêu riêng biệt trị giá 3.500 tỷ Mỹ Kim thì lại đang bị đảng Cộng Hòa phản đối. Đây chính là một dự luật ngân sách có thể cải thiện chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người Mỹ cao tuổi và ốm yếu, bổ sung các lợi ích về thính giác và nha khoa cho Medicare, và chuyển đổi nền kinh tế để chống lại sự nóng lên toàn cầu của biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, đối với gói dự luật cơ sở hạ tầng, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi phổ biến từ mọi giới, kể cả từ phía đảng Cộng Hòa. Còn gói dự luật ngân sách với giá trị lớn hơn thì đã nhận được sự ủng hộ ít hơn trong một số cuộc thăm dò gần đây. Và để lại giải thích cái lý do tại sao, chương trình nghị sự đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden không chỉ là một cuộc tranh cãi về mặt lập pháp và các mặt lợi ích của các dự luật, mà vấn đề nằm ở rào cản lớn nhất lại đến từ phía nội bộ của đảng Dân Chủ, chứ không phải đến từ đảng Cộng Hòa. Hiện tại, có rất ít dấu hiệu cho thấy các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ôn hòa như Joe Manchin và Kirsten Sinema sẽ ký tên ủng hộ cho dự luật ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim. Mặc dù trước đó thì họ đã từng đánh tiếng rằng họ sẽ chỉ ủng hộ với một trị giá chỉ vào khoảng một nửa, tức là vào khoảng 1.500 tỷ Mỹ Kim thôi. Nhưng điều này có thể không được chấp nhận đối với những người bên phía tiến bộ, những người ban đầu mà họ còn muốn chi đến cái số lượng tiền là 6.000 tỷ Mỹ Kim mới kẹt. Nhưng mà chính những sự bất hòa này, nó đến từ trong chính đảng Dân Chủ tại Quốc hội, đã khiến cho nhiều người Mỹ cảm thấy khó hiểu cho một chính đảng đang trong tình thế khó khăn trước cuộc bầu cử giữa kỳ xảy ra trong năm tới này. Vậy mà họ tại sao lại không chịu hiểu rằng chính những sự kiện quan trọng của hai dự luật quan trọng này trong những ngày sắp tới đây, trong tuần này, sẽ giúp định hình lại con đường của đất nước trong những năm sắp tới, và cũng định hình cả tương lai của một đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, một cuộc chiến cho linh hồn chính trị của đảng Dân Chủ đang diễn ra giữa những người ôn hòa và tiến bộ, và vấn đề tăng ngân sách trần nợ quốc gia để cấp vốn cho chính phủ và nâng hạn mức vay, có thể cho thấy liệu đảng Cộng Hòa có thành công trong việc đưa Tổng thống Joe Biden trở thành vị Tổng thống một nhiệm kỳ như Donald Trump hay không. Tất cả những điều khó xử này trong nội bộ lục đục của đảng Dân Chủ diễn ra trong bối cảnh một đại dịch không ngừng xé nát những chia rẽ về tư tưởng và văn hóa của đất nước này, đi cùng với những lời nói dối và nọc độc của những kẻ thất bại. Nó đã đẩy một cuộc tấn công của mình vào sự thật và nền Dân Chủ với một kế hoạch giành quyền lực trắng trợn và lộ liễu nhất có thể xảy ra trong năm 2024. Tất cả những sự nhầm lẫn và đánh giá sai lầm về mặt chính trị có thể tạo ra nhiều sự chia rẽ hơn, khiến cho người Mỹ chống lại nhau và làm mất uy tín của chính triết lý hành động của chính phủ Biden. Đó chính xác là loại môi trường cực đoan và độc hại mà nhóm Trumpist đã từ đó mà phát triển mạnh ra. Thưa quý vị, cuộc đấu tranh ý thức hệ trong lòng đảng Dân Chủ chính là một phép thử về ảnh hưởng chính trị của Tổng thống Joe Biden với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao của đất nước này. Ông có toàn quyền và quyền lực rất rộng lớn, nhưng liệu ông có thành công hay không trong việc điều hướng suy nghĩ và đoàn kết đảng của ông bằng cách tận dụng lợi thế với quyền lực ở Tòa Bạch Ốc và lưỡng viện Quốc hội hay không? Những áp lực chính trị đang khó khăn đang đè nặng lên đôi vai của Tổng thống Joe Biden, và xếp hạng đánh giá công việc của Tổng thống đang giảm xuống trong bối cảnh đại dịch bùng phát trở lại, với những hậu quả cần phải giải quyết từ cuộc rút lui trong hỗn loạn ở Afghanistan và cuộc khủng hoảng biên giới ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng có những khó khăn này thì lại càng làm cho thành công trên đồi Capitol thậm chí nó còn quan trọng hơn đối với nhiệm kỳ đầu tiên đầy trắc trở của ông. Kính thưa quý vị, đối với những cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Mỹ họ ủng hộ chi tiêu cơ sở hạ tầng cho đường xá, cầu cống và giao thông.
Và điều đó giải thích tại sao 19 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho nó vào tháng 8 và tạo nên một chiến thắng bước đầu cho Tổng thống Joe Biden và xác thực niềm tin của ông rằng hai đảng có thể làm việc cùng nhau cho dự luật ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim. Nhưng cả hai dự luật nó ra đời trong một thời điểm bị vướng phải một nền chính trị phân cực nặng nề và một xã hội bị chia rẽ. Tại sao tôi nói như vậy? Khi mà một đảng, đa số đảng Dân Chủ, họ đang có một cái thế đa số nhưng mà rất mong manh trong Thượng viện và cả Hạ viện theo tỷ lệ 50-50, thì có nghĩa là ông Joe Biden, bà Nancy Pelosi và lãnh đạo Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer không có phiếu bầu nào dư thừa cả. Nhưng điều đó không ngăn cản được những người tiến bộ. Họ cảm nhận được rằng họ không còn có được cơ hội và thời điểm nào tốt hơn nữa để thực hiện. Đây là cơ hội cuối cùng. Khi mà đảng Dân Chủ đang có được tòa Bạch Ốc, đang có được lưỡng viện trong tay, mà nếu họ không còn là làm được những điều gì mà họ muốn, thì khi mà đảng Cộng Hòa chiếm được một trong hai viện, thì làm sao đảng Dân Chủ còn có thể làm được gì nữa quý vị? Không còn cách nào nữa. Tuy nhiên, các đảng viên đảng Dân Chủ, những người ôn hòa, thì lại lo sợ việc chi tiêu mạnh tay như vậy có thể sẽ khiến họ bị mất ghế, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô, ngày càng quan trọng hơn trong việc quyết định ai sẽ là người ngồi lâu hơn trong tòa Bạch Ốc. Và với tình hình hiện nay, nước Mỹ đang hiện rõ một viễn cảnh đáng sợ. Đó là sẽ đóng cửa chính phủ, đi cùng với một nền kinh tế suy thoái. Kính thưa quý vị, thêm một sự phức tạp về việc nâng mức trần nợ quốc gia, về số tiền mà chính phủ có thể vay. Và để củng cố quan điểm của các đảng viên Cộng Hòa, khi họ cho rằng đảng Dân Chủ là những người chi tiêu vô trách nhiệm, nên đảng Cộng Hòa đã thẳng thắn từ chối, dù chính họ dưới thời Trump cũng đã làm tăng nợ quốc gia nhiều hơn. Nhưng mà vấn đề bây giờ, nếu mà mức trần nợ quốc gia không được vay tiếp trong vòng vài ngày tới, thì nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tiền suy thoái. Trong khi đại dịch vẫn tăng cao từng ngày, và chắc chắn như vậy sẽ dẫn đến cuộc đại suy thoái toàn cầu. Việc đóng cửa chính phủ sẽ gây ra một hậu quả rất thảm khốc. Nhưng ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Đối với những căng thẳng bất thường ở Washington trong tuần này, thì chính phủ có thể đóng cửa trong vài ngày tới nếu đảng Dân Chủ không thể thông qua một dự luật tài trợ tạm thời. Nhưng chính vấn đề này thì các đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện đã có kế hoạch để loại bỏ nó. Họ không muốn biện pháp đó được đưa ra, bởi vì đảng Dân Chủ đã đưa vào một điều khoản có thể nâng giới hạn nợ, trong khi dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng là một ví dụ hiếm hoi trong những năm gần đây của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều có động cơ chính trị để làm việc cùng với nhau. Thì lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell ở Kentucky và lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy của California dường như đã giữ quyết trên quan điểm hoàn toàn phản đối để phủ nhận thành tựu chính trị của Tổng thống Joe Biden. Chúng ta vẫn còn nhớ, kính thưa quý vị, dưới thời của cựu Tổng thống George W. Bush, các đảng viên Dân Chủ, bao gồm cả ông Joe Biden khi đó, đã bỏ phiếu vào năm 2006 để chống lại việc tăng giới hạn nợ, với lý do thâm hụt ngân sách của ông Bush đã tăng lên do cắt giảm thuế và chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Đảng Dân Chủ trước đây đã làm như vậy bất chấp cảnh báo từ các quan chức chính quyền rằng một vụ vỡ nợ sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng và nền kinh tế của quốc gia. Và bây giờ, với viễn cảnh vỡ nợ và suy thoái kinh tế toàn cầu đã trở thành một thứ bóng đá chính trị nguy hiểm của cả hai chính đảng tại Hoa Kỳ. Còn phía các đảng viên Dân Chủ chỉ lo đấu đá nhau, mà họ đã quên đi tương lai ảm đạm đang chờ họ phía trước. Với cuộc bầu cử giữa kỳ, mà những gì họ làm được hay không làm được ngày nay sẽ chính là một phần thưởng hay là một sự trừng phạt đến với họ. Không có gì bảo đảm rằng việc thông qua được các dự luật chi tiêu xã hội khổng lồ
sẽ mang lại hiệu quả chính trị cho Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ về mặt chính trị cũng như là ổn định được quyền lực trong lâu dài. Không có gì chắc chắn cả. Nhưng hậu quả thì nó sẽ càng thảm khốc hơn nếu chẳng có dự luật nào được thông qua. Và tiếp theo đó là việc chính phủ phải đóng cửa và dẫn đến một nền kinh tế suy thoái giữa đại dịch. Đó là những viễn cảnh đáng sợ mà không chỉ cho riêng nước Mỹ đâu quý vị, mà ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Một vụ vỡ nợ của chính phủ Mỹ về cơ bản sẽ còn tồi tệ hơn cả sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008. Nó đã tàn phá thị trường toàn cầu và nền kinh tế thế giới rất khủng khiếp. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước sang một bản tin ngắn ở châu Âu với nước Anh. Thì hiện nay quân đội Anh đang được lệnh sẵn sàng giữa khủng hoảng nhiên liệu tại nước này. Thủ tướng Boris Johnson đã yêu cầu quân đội sẵn sàng hỗ trợ cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng dầu đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng mua bán hoảng loạn trong những ngày qua. Chính phủ Anh đã thảo luận về việc khai triển các xe chở nhiên liệu của quân đội để hỗ trợ cung cấp xăng và dầu diesel trong thời gian trước mắt, dù quyết định này hiện vẫn chưa được đưa ra. Đây là một biện pháp tạm thời để giúp giảm bớt áp lực do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng bất ngờ ở các địa phương. Và đại diện ngành công nghiệp cho biết rằng tâm lý hoảng loạn của người tiêu dùng chính là nguyên nhân của vấn đề, thay vì tình trạng thiếu hụt thực sự. Giá nhiên liệu ở Anh đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2013 và dự kiến tiếp tục tăng. Nhiều trạm xăng dầu đã cạn kiệt, trong khi người dân thì vẫn hoảng loạn. Nhiều xe đang xếp hàng rất dài tại các trạm nhiên liệu đổ xăng, bất chấp cảnh báo của chính phủ. Và trong một tuyên bố chung của ngành nhiên liệu, thì các công ty trông đợi tình hình sẽ tốt hơn trong những ngày tới. Và chính phủ sẽ cố gắng bảo đảm nhiên liệu sẽ đến được các trạm phân phối của các trạm xăng dầu trên toàn quốc. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận chính trong chương trình hôm nay. Tôi viết một bài bình luận với nhan đề "Những cảnh báo đáng sợ từ 2020 đến 2024. Nhưng trước khi vào bài bình luận hôm nay, tôi muốn có đôi lời cùng quý thính giả, nhất là đối với những ai có quan điểm chỉ trích tôi là hay viết những bài bình luận có tính cách hơi bi quan. Thì đặc biệt trong bài bình luận hôm nay, tôi muốn nói rằng những vị thính giả đó nên tìm đến trang web của Politico để tìm đọc những bài viết được nhiều người Mỹ đọc nhất trong tuần vừa qua về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, để thấy rằng những điều mà họ nói, những lời họ viết ra, nó còn bi quan hơn tôi gấp mấy lần. Để họ hiểu được những điều tôi nói vẫn còn tương đối dễ chấp nhận hơn là nghe những lời, đọc những lời trực tiếp từ những bài báo của những nhà bình luận gia nổi tiếng ở Mỹ. Kính thưa quý vị, đối với Politico thì bài báo có tựa đề nguyên văn: "Nếu năm 2020 chỉ là một cuộc diễn tập thì sao?" của ông Rick Hazen. Đây là bài báo được nhiều người Mỹ đón đọc nhất trong cuối tuần vừa qua. Những gì tôi viết trong bài bình luận này để gửi đến quý thính giả trong hôm nay không phải là những lời tôi ngồi đó mà tưởng tượng ra, hình dung ra. Đây không phải là những lời bi quan do tôi nói ra, mà đây là những lời từ ông Rick Hazen. Ông là một học giả pháp lý người Mỹ và là chuyên gia về lập pháp, luật bầu cử và chiến dịch tài chính tại nước Mỹ. Ông hiện là giáo sư luật và khoa học chính trị của Chancellor của Đại học California, trường luật Irvine. Ông cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu của nước Mỹ về các đạo luật chung tay xây dựng nền dân chủ ở Mỹ. Ông đã thốt ra một lời cay đắng với hàm ý trách móc những đảng viên dân chủ đã không có đủ nghị lực và can đảm để tận dụng quyền lực có sẵn để giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước,
trong tình trạng phân cực và chia rẽ như hiện nay? Ông cho nói một câu ngắn gọn thôi quý vị. Nền dân chủ Mỹ đang ở giữa một trận tấn công tàn bạo của những tên cướp thế kỷ 21. Nhưng các đảng viên dân chủ đã không nhìn nhận trận tấn công này một cách nghiêm túc. Thưa quý thính giả, ông Rick Hazen còn có những suy nghĩ bi quan hơn tôi gấp nhiều lần. Khi ông hình dung ra những kịch bản ác mộng của cuộc bầu cử đầy sự hỗn loạn. Thí dụ như mạng lưới điện quốc gia bị tấn công ngay trong ngày bầu cử. Hoặc vì đại dịch sẽ khiến cho cử tri đi bỏ phiếu ít hơn 30%. Hoặc cử tri chỉ tham dự với một cuộc bầu cử bằng những lá phiếu vắng mặt, khiến cho dịch vụ bưu chính bị ứ động bởi vì người dân sợ bạo loạn tại các địa điểm bỏ phiếu. Đó là những kịch bản ác mộng của ông ta nghĩ ra. Nhưng bây giờ, những gì khiến cho ông Rick Hazen cảm thấy lo lắng không phải là những điều gì sẽ xảy ra, mà thực tế là chúng đã xảy ra rồi và trong 9 tháng qua, và từ đó nó sẽ thực sự bùng nổ như thế nào trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, ứng cử viên thua cuộc từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử. Nhưng thay vì loại bỏ hay là quên đi, bỏ qua một bên đi một kẻ thất bại nặng nề như vậy, thì lại có một số lượng lớn người Mỹ đã chạy theo sau đuôi đi sùng bái một kẻ thất bại. Và vẫn tin vào những lời tuyên bố sai sự thật của ông ta. Nó đồng nghĩa là họ từ chối thừa nhận một chính phủ hợp pháp đang được điều hành bởi người thắng cử. Ông Rick Hazen còn cho biết rằng chính xác là Trump, những đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ ông ta đã có một cuộc diễn tập để giành quyền lực trong năm 2020. Và họ đã đóng trọn các vai trò, các vai diễn được giao phó một cách nhuần nhuyễn để chuẩn bị cho bộ phim chính thức sẽ ra mắt trong năm 2024. Để hiểu được khoảnh khắc mong manh nguy hiểm này đối với nền dân chủ Mỹ, chúng ta cần có những cái nhìn xa hơn một chút đến những quốc gia đã từng đứng trước ngửa của những cuộc khủng hoảng hiến pháp, thể chế và quyền lực để thấy trước được những viễn cảnh đáng sợ sau khoảnh khắc thay đổi nghiệt ngã đó. Ông Rick Hazen đã nói với tạp chí Politico trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Tôi cảm thấy mình giống như một nhà khoa học chuyên về khí hậu. Tôi lên tiếng cảnh báo mọi người về việc trái đất sẽ tăng thêm 1.5 độ nữa trong vài năm tới. Nhưng những lời cảnh báo của tôi lại đón nhận những lời chỉ trích quá mức, đến độ tôi nghĩ rằng họ cho rằng đầu tôi có vấn đề. Có thể đầu tôi bị tổn thương đâu đó và tôi cần phải được đưa đi để chữa trị." Ông Rick Hazen đã đưa ra những ý tưởng về cách giải quyết vấn đề này. Chúng bao gồm từ luật pháp đến chính trị và là chủ đề của một hội nghị lớn diễn ra vào thứ Sáu tại Trung tâm Bầu cử Công bằng và Ngôn luận Tự do mà ông đồng chỉ đạo tại UC Irvine. Thưa quý vị, nhưng ngay cả khi ông và các chuyên gia bầu cử khác cùng lên tiếng cảnh báo về một ngày bạo loạn khác đi cùng với cuộc xáo trộn kết quả bầu cử khác sẽ xảy ra trong tương lai. Ngay cả khi họ đưa ra những lời như vậy, thì các đảng viên dân chủ ở Washington dường như là muốn lờ đi, muốn bỏ qua, thậm chí bác bỏ những lời cảnh báo từ nhóm của ông. Ông Rick Hazen nói rằng: "Tôi nghĩ rằng phải nên xem vấn đề này là ưu tiên số 1, phải giải quyết. Và tôi nghĩ rằng đảng Dân Chủ, họ đã lãng phí nhiều tháng trời chỉ để tranh cãi cho đạo luật vì nhân dân, rồi đến đạo luật thăng tiến về quyền bầu cử của John Lewis. Và đến giờ thì sự việc vẫn chưa đi đến đâu, khi họ phải tập trung vào những dự luật cơ sở hạ tầng, dự luật ngân sách, trần nợ quốc gia. Rồi tất cả sẽ chìm xuống."
nếu các quan chức bầu cử của các tiểu bang và địa phương trong năm 2024 mà giống như năm 2020, thì nhiều người trong số họ đều là những đảng viên Cộng hòa. Và họ sẽ phải chịu áp lực của Trump về việc bỏ qua kiểm phiếu theo thủ tục, mà chỉ cần tuyên bố ngắn gọn, Trump là người chiến thắng, xong. Và như vậy, kính thưa quý vị, mọi chuyện sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nếu một hạ viện đang được điều khiển bởi một Kevin McCarthy, mạnh mẽ và cực đoan, sẵn sàng sống chết để đưa Trump trở lại nắm lấy quyền lực một lần nữa. Và nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu này, thì tôi tin chắc rằng Donald Trump sẽ không chịu rời khỏi tòa Bạch Ốc bằng đôi chân của mình, bằng đôi chân bình thường của ông ta. Tại sao tôi nói như vậy? Ý của ông Rick Hazen cũng quá rõ. Nếu mà Trump lọt vào được tòa Bạch Ốc một lần nữa, thì Trump sẽ không bao giờ đi ra bằng hai cái chân của mình. Sẽ ngồi lì trong đó, sẽ thay đổi hiến pháp và làm tất cả mọi việc để ở lì trong đó càng lâu càng tốt, và chỉ chịu đi ra khỏi tòa Bạch Ốc khi mà được khiêng trong cái quan tài đi ra thôi, chứ không đi bằng hai chân đi ra, mà được người khiêng trong quan tài đi ra khỏi tòa Bạch Ốc, chừng đó ông ta mới chịu đi ra, mới chịu từ bỏ, buông bỏ quyền lực. Sau khi thay đổi được hiến pháp và với được sự hậu thuẫn của một hạ viện của Kevin McCarthy và một nhóm thẩm phán trong tòa án tối cao luôn ứng chiến sẵn sàng cho những thay đổi lớn của hiến pháp, tất cả những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, quý vị. Thực tế thì chúng ta có thể làm gì để giữ chặt được nền dân chủ vào thời điểm mong manh này? Ông Rick Hazen cho biết rằng nhóm của ông đã từng có một buổi hội luận với các phóng viên của tạp chí Politico cách đây 17 tháng. Và nhóm của ông đã đưa ra những kịch bản ác mộng cho cuộc bầu cử năm 2020. Và ông đã đưa ra những dự đoán hoàn toàn chính xác. Đó là đại dịch sẽ tước quyền của một số lượng lớn người Mỹ. Các quy trình bỏ phiếu sẽ bị áp đảo bởi các lá phiếu vắng mặt. Và Trump sẽ tuyên bố chiến thắng dựa trên kết quả sớm. Và sau đó những người vắng mặt được tính và Joe Biden sẽ là người chiến thắng. Và tiếp theo đó là gì? Là Trump sẽ tuyên bố bầu cử bị gian lận. Và nhóm của ông Rick Hazen đã đoán gần đúng hầu hết tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020. Còn bây giờ, chỉ sau khoảng 9 tháng, trong nhiệm kỳ đầu của vị tổng thống mới, thì những dự đoán của nhóm của ông Rick Hazen về những cơn ác mộng sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ còn tồi tệ hơn gấp mấy lần cuộc bầu cử năm 2020. Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị có tin hay không? Khi Pamela Brown, bà này phỏng vấn ông Rick Hazen vào thứ Bảy vừa rồi, thì ông cho biết rằng sự chấp nhận rộng rãi của những lời nói dối lớn đã làm tăng đáng kể nhận thức của người Mỹ về kết quả của một cuộc bầu cử sẽ bị đánh cắp vào năm 2024. Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn ra khắp thế giới đi. Các quốc gia như Hungary, Ba Lan, Venezuela, những nước này không còn thực sự dân chủ nữa, mặc dù họ vẫn có ý định tổ chức các cuộc bầu cử bằng hình thức chỉ để lòe bịp quốc tế mà thôi. Đó là một thứ dân chủ giả tạo. Rồi bây giờ, nhìn lại đi, ba trong số bốn nền dân chủ lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, đã từng được điều hành bởi những người chuyên quyền trong những năm gần đây. Ở Hoa Kỳ thì có một tên gian thương học đòi làm tổng thống, có cái tên Donald Trump. Rồi đến một Narendra Modi của Ấn Độ, rồi đến Jair Bolsonaro của Brazil, để thấy rằng nền dân chủ trên thế giới này đang thực sự ở giữa một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Ông Rick Hazen chưa bao giờ nghĩ rằng ở đất nước này, vào thời điểm này trong nền dân chủ của chúng ta,
là sẽ có lúc chúng ta sẽ phải lo lắng về tính công bằng của việc kiểm phiếu, là điều ông chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Nhưng vào thời điểm này trở đi, đã đến lúc chúng ta phải lo lắng về điều đó. Kính thưa quý vị, với sự chuyển đổi từ đàn áp sang lật đổ, quý vị có nghĩ rằng mục đích của các tuyên bố về gian lận cử tri đã thay đổi trong thời Trump hay không? Lật đổ bầu cử không phải là làm cho mọi người khó bỏ phiếu hơn, không phải, mà là thao túng kết quả của cuộc bầu cử để rồi người thua cuộc sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Đơn giản như vậy thôi. Một trong những điều mà tôi cảm thấy hơi khó hiểu qua những cuộc thăm dò gần đây, kính thưa quý vị, đó là khi có nhiều đảng viên Cộng hòa hơn đảng viên Dân chủ, nhiều hơn 57% so với 49%. Những người đảng viên Cộng hòa họ tin rằng các quan chức bầu cử trong tương lai sẽ đánh cắp kết quả bầu cử. Những đảng viên Cộng hòa họ lo lắng về sự lật đổ bầu cử nhiều hơn so với đảng viên Dân chủ. Trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ đảng viên Dân chủ nào đang âm mưu giống như Trump để cố gắng lật ngược kết quả một cuộc bầu cử cả. Và quốc hội cũng cần phải mạnh dạn thay đổi các quy tắc về cách kiểm phiếu của các cử tri đoàn, là các quy tắc đã có từ năm 1887, được gọi là đạo luật về số cử tri đoàn. Nó vừa không rõ ràng, vừa có thể bị thao túng một cách dễ dàng, như chúng ta đã thấy từ những chi tiết liên quan đến cuốn sách của Bob Woodward và Robert Costa. Đầu năm nay, thì Tổng thống Joe Biden, tôi còn nhớ, ông đã có một bài phát biểu tại Philadelphia, nơi ông mô tả cuộc tấn công vào quyền bầu cử là một mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nền dân chủ Mỹ kể từ sau nội chiến. Tại sao tôi nhắc đến vấn đề này, kính thưa quý vị? Bởi vì tôi vẫn không thể hiểu nổi, nếu Tổng thống Joe Biden tin rằng đó là cái điều thật sự nghiêm trọng đối với đất nước này, đối với nền dân chủ Mỹ, thì thật là kỳ lạ, tại sao cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng đó lại không được ưu tiên cao hơn một dự luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ Mỹ Kim của lưỡng đảng, hay một dự luật ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim, hay một đạo luật vì nhân dân, hay một đạo luật về thăng tiến quyền bầu cử của John Lewis? Quý vị có nghĩ rằng đảng Dân Chủ họ đang giải quyết sai thứ tự ưu tiên của các vấn đề quan trọng nhất của đất nước hay không? Để kết thúc bài viết hôm nay, kính thưa quý vị, tôi muốn nói rằng chính xác là những gì đã xảy ra trong tháng 11 năm 2020. Những thứ đó nó đã thay đổi cách chúng ta cần nghĩ xa hơn về những điều sẽ xảy ra trong tháng 11 năm 2024. Vào năm 2020, chúng ta đã chứng kiến các quan chức bầu cử từ chối cúi đầu trước các chiến dịch gây áp lực từ Trump và đám Nha Trảo sau khi một cuộc bỏ phiếu kết thúc. Nhưng quý vị có tự tin rằng những người đó, cũng những người đó, có thể chịu được áp lực một lần nữa vào năm 2024 hay không? Tôi không tin. Nếu một người lãnh đạo chuyên quyền và độc tài không tuân theo luật pháp, thì như vậy luật pháp không còn bị ràng buộc và chẳng còn ý nghĩa gì cả. Thưa quý vị, luật pháp chỉ có sức mạnh khi mọi người sẵn sàng tuân theo nó. Và rất tiếc, tôi phải nói điều này, rằng điều này đang thiếu ở đất nước Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tức luật pháp không nghiêm minh và người dân không sẵn sàng tuân theo nó. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả. Và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.